Xin chào toàn thể quý hàng thân yêu của Minh Thiên nhé. Hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho quý khách là mẫu lan can đổ tường trực tiếp này, chỉ với một loại khuôn mà rất nhiều công dụng và tính năng nhé. Trước tiên thì em sẽ giới thiệu là công dụng của nó là một bộ lan can đổ tường trực tiếp như thế này nhé. Thì đây bao gồm cả trụ và lan can luôn. Sau đây thì em sẽ đo cho các bác kích thước của cái mẫu lan can này. Ngoài ra thì các bác có thể mua thêm bóng này, khuôn bóng có thể đặt chốc trụ cổng cũng rất là đẹp luôn ạ. Các bác vừa có thể đổ tường, những bác nào mà nhà làm thấp thì các bác đổ nguyên bức này làm tường cũng được. Còn nếu bác nào muốn làm cao thêm thì các bác có thể đổ tường và ghép với lan can nhé. Lan can bên trên. Đây, mẫu này thì có trụ là cao 76 ạ. Cao 76 nhé. Tức là chiều cao này sẽ là chiều cao của lan can luôn, bởi vì nó liền thành luôn nhé. Thân của nó là rộng 30 các bác nhé. Đấy, thân vuông 30. Và đây, đây là bức tường này. Khi mà các bác đổ ra thì sẽ thành tường luôn. Miệng của nó là rộng 45 nhé, lê 45 nhé. Đâu cho em cái thành tường rộng là đây ạ, các bác xem thành tường rộng của nó là 21 phân nhé. Đấy, có độ côn, độ co và các chỉ thào giật cấp rất là đẹp nhé, bằng trụ luôn. Đấy. Ở giữa thì có một cái khuôn hình vòng để tạo điểm nhấn cho cái bức tường ạ. Và khuôn của nó thì bằng chất liệu như ABS nhé. Giá thành của nó cũng không cao nhé. Giá thành cực kỳ rẻ thôi. So với những cái khuôn mà mình làm giỏi hay mình xây đắp tay ạ, sẽ mất nhiều công hơn. Thì các bác sẽ mua cái bức khuôn này thì các bác đổ sẽ tiện hơn, vừa giảm được chi phí tiền công mà vừa nhanh gọn và đẹp ạ. Với cái khuôn đôn này á, các bác có thể vừa làm lan can mà vừa làm chân đôn được. Chị giúp em. Đây, em sẽ giới thiệu cho các bác là cái mẫu đôn này nhá. Các bác vừa có thể để đây tấm này. Các bác nếu như bác nào mà muốn vừa làm lan can vừa làm đôn, các bác có thể mua thêm một tấm này. Thì khi mà các bác đổ ấy, các bác vừa có thể làm lan can nối ra như thế này thì các bác sẽ nối vào lan can đổ tường của mình. Còn hoặc là bác nào mà không thích thì các bác có thể là sẽ ghép cái mảnh kia vào để tạo thành một cái chân đôn. Đây nhá, thì các bác có thể là tháo cái này ra, tháo cái phần góc nối với tường ra thì các bác lắp cái mảnh kia, các bác sẽ tạo thành một cái khuôn chân đôn như thế này. Đây, em soi cho bác xem. Đấy, lọc chồng. Khuôn này là có viền nhá, bo viền rất là đẹp nhá. Đấy. Thành một cái chân đôn với kích thước là thân rộng 30 và miệng lê là 45 nhá. Bác nào muốn đổ chân đôn rồi hay đổ những cột trụ rồi thì các bác có thể lấy mẫu này thành chân đôn luôn nhé. Rất là đẹp luôn. Hoặc là nếu như bác nào mà thích cao hơn nữa thì mình có thể nối thêm thân nhé. Đấy, mình có thể nối thêm thân cho cao hơn. Ví dụ như cái thân này, đo cho em cái thân này xem nó. À, cái thân này nó đang là cao 25 nhé, 25 phân. Thì là chiều cao của tổng của nó là, vừa nãy đo là 8 mấy nhỉ, 86 à, 86 nhé. Thì các bác nối thêm một đốt thân nữa thì sẽ là 50 phân thân. Thì thêm 25 phân nữa thì sẽ được khoảng hơn 1 mét nhé. Đấy, thì nó vẫn không mất đi cái đường bo viền này nhé. Bởi vì đốt nối viền này riêng nhé. Và đốt thân riêng thì các bác sẽ nối thêm thân thì các bác sẽ được một cái chân đôn cao hơn nữa. Đấy, đối với những cái khuôn ghép này mình tận dụng rất là linh hoạt luôn. Các bác hãy kết nối với Minh Thiên nhé để cung cấp các mẫu khuôn nhé. Minh Thiên còn rất nhiều khuôn mẫu khác nhé. Có thể là đối với một cái khuôn đấy nhưng mà các bác muốn làm ra khuôn khác các bác lại phải mua 2-3 loại khuôn khác nhau. Nhưng đối với Minh Thiên nhé, cái việc quan trọng nhất là mình biết cách sáng tạo và chế tạo từ một mẫu khuôn này và mình có thể sử dụng với nhiều mục đích khác nhau. Thì cái đấy là gọi là sáng tạo các bác nhé. Trong thi công mà mình sáng tạo được như thế thì mình sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí ạ. Các bác hãy liên hệ với Minh Thiên qua 4 số điện thoại nhé. Số thứ nhất là 0333-001190 ạ. Số thứ hai là 0855-000088. Số thứ ba là 0981-441-808. Và số thứ tư là 0865-026-066 ạ. Và hãy truy cập vào trang web của Minh Thiên để cập nhật các mẫu mã, giá cả, các loại khuôn nhé. Và đừng quên là bấm đăng ký kênh YouTube của Minh Thiên để xem các video. Và hãy cho Minh Thiên những bình luận, những đánh giá, góp ý để Minh Thiên có thể hoàn thiện hơn ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý